Đấy, hết gió rồi à? Con này mình thả, mình mới đầu mình buộc dây đây chú. Buộc dây vô chứ mấy con này cầm dây nữa không? Cái này sao cầm dây nổi. Và cái diều lớn là phải buộc đúng không chú? À đúng rồi, chứ cả con không biết, hôm nay mới trực tiếp nhìn chú chú nghiệp. Trực tiếp chùm chú nghiệp thả diều. Nó hơi im gió đúng không chú nhỉ? Con về con tiếp, con có về nhà lấy diều không? Nó lại ít gió thế, liệu lên lưng chú nhỉ? Hôm nay được trực tiếp xem ba em thả diều ấy. Quá. Nhẹ.
Cái con kia nào nó lôi mấy con này lên hả chú? À. Mấy con này là con gì hả chú? Con bạch tuộc chú. Có rồi nó dày luôn. Nó không biết thắt nữa. Nó thắt cho mình rút ra không được. Nó thắt, mình thắt là mình rút ra không được. Rút một cái được luôn chú. Nó có gió nó mà sao kỳ kỳ á. Đớt luôn rồi kìa. Giật đó. Cái mạng miệng á. Đèo chó quá. Quá tuyệt vời luôn. Nó điện thoại quay em thì nó đèo luôn. Hôm nay được xem chuyên nghiệp nghệ nhân thả diều Hóc Môn thả diều quá tuyệt vời luôn. Quá đẹp luôn. Đi ở đâu nghịt nữa đúng không? Dạy siêu nhanh. Ốc thả gì vậy?
Con này con gì vậy? Em chưa chả biết nữa. Con này con gì chú? Dìu dế, dìu dế, dìu dế chú. Đồng dế. Nhỏ không kéo nổi mình thắng. Và đẹp quá chú ơi. Mai chiều mai chú thả đi rồi chú. Vâng. Vâng. Trung nghiệp mà nghệ nhân thả diều Hóc Môn này nổi tiếng này. Rồi hai nó còn cột nghèo cho con đó thả đi luôn chứ cầm dây ra. Ở đây à? Giờ luôn à. À tí về mang chú. Ở thành phố mình những người mà chơi diều lớn là đều biết chú hết rồi. Vâng vâng. Quá đẹp luôn em ơi. Ôi chết rồi, con này rớt rồi. Chịu nổi ít gió quá đúng không? Cho nó nằm đó luôn em đừng. Ít gió quá đúng. Hết gió, diều rớt. Hết gió à.
Là mình phải thả một con mồi trước xong rồi mấy con nó kéo lên sau hả chú? Không, bay hết không, dạ? Có dây á. Không có dây hả chú? Không có dây. À nó thả chung nhau được chú? Chung nhau cho nó nhà. À nó kéo dưới chú. Hay quá đúng. Thả về nó nhà, cái thả nó bóng qua một dây nữa. Đúng rồi, mình đi kiểm soát nhiều con quá không được luôn chú. Rồi, rồi bố đấy. Rồi cứ bố cho đây. Đúng rồi, phải lai cam mới đang quay, phải lai cam đấy. Lai cam á. Ông lai cam này nó quay được, bay được mấy trăm mét mà. Này hạch xịn á. Xịn đấy. Mini cái này Mini E 2 cái này nó mua mười mấy triệu đấy. Đứng ngay chỗ gì mà đứng trên đầu luôn kìa. Anh chị đó anh định. Nặng quá anh. Không có gió. Không có gió đâu. Đúng đúng rồi. Mấy diều toàn diều khủng rồi đó. Và 150 mét vuông đúng không anh? Quá tuyệt vời luôn. Mà con này nó hút gió tốt anh nhỉ? Gió yếu thế mà nó lên kinh thật đấy nhỉ? Đi trước kia đi là rất là mạnh. Gió ghiêu ghiêu à. Gió mạnh nó cũng vậy, gió ghiêu ghiêu cũng vậy à. Thả một con. Đây đâu có mang, có mang đây đâu. Mang một con cá. Cá mang một con đầu dế thôi. Mang một con đầu dế. Với một con cá. Ra một cá. Ừ, má nó kéo một phát một. Nó kéo mình rê từ đây xuống dưới không ruộng. Đồ quá ôm rồi. Mình ôm vào cái gốc cây cà phê. Cái màu tím nó mía mạnh này ngon lắm, phải nói dễ dày, không gió. Hôm nay mà ôm vào gốc cây cà phê nó mới giữ lại được, chứ không thì đi luôn. Nó giữ lại phát giao tay. Nó tím bầm mà. Đi thật gốc. Còn hơn tập tạ đúng không ạ? Gió yếu thì đến đời. Lắc. Lắc là gió yếu rồi, gió yếu rồi. Chú Nghiệp ơi.
Trung nghiệp ơi. Con chào chú. Mấy hôm nay bận quá không ra được. Ôi trời, quấn một đuôi phí quá nhỉ. Đâu xàm chú? Con ăn được mà. Cái này à chú? Cái này không phải rau xàm chú, không phải. Không phải rau xàm. Lớn quá đâu nghe nhỉ. Ừ. Nó là diều của em kia còn lớn nữa nhỉ. Đẹp quá chú ơi. Nó bị xoắn cái dây hả chú? Dạ. Đẹp trai quá. Dạ dạ. Đấy, hôm nay anh chọn được cái đoạn video đẹp đẹp và anh đăng lên Facebook rồi YouTube cho vui. Anh làm YouTuber luôn hả? Thì nói chung anh cũng làm YouTube chủ yếu anh ấy thôi, anh bán bên nhà đất thôi. À. Còn thì cũng thi thoảng làm thêm mấy cái này cho nó vui. Dạ. Chủ bán nhà bán đất thôi. Bán nhà đất Hóc Môn. Chú em đam mê đó. Chú em mà đi với ba từ đây từ Nam ra Bắc luôn đó. À đó. Cái chi ba năm 2010 á. À đó. Đi từ miền Nam mình ra tới Bắc thẻ từ dài dài dài. Dạ ghê quá. Anh hay quay nhà quay đất anh bán trên YouTube nhưng mà thi thoảng quay thêm mấy cái cuộc sống cho nó vui. Dạ. Chứ mãi suốt ngày nhà đất mãi anh chán. Suốt ngày giao bán nhà, căn nhà này, căn nhà kia mãi anh chán.
Chắc chú lối đang nối thêm con rắn hả? Chơi mấy cái diều lượn này em chơi được không? Không mới chơi mấy diều lượn này. Cái này phải tập thời gian là biết anh. Buồn hay anh? Buồn buồn. Anh cứ coi bên này em nhé. Chưa được rồi đúng không? Cái đuôi kia nó hơi xanh. Qua xem nha chú, thả diều tí. Diều lượn này có khó thả, khó điều khiển không chú? Khó à chú? Nặng quá à chú? Gió lớn này dễ điều khiển đúng không chú? Và <Wow. cười>
Thường thường cái diều lợn lượn này mình tập khoảng bao lâu thì mình lượn được hả chú? Vâng. Dạ con đang quay chú đấy mà con chưa đang, nhưng mà để hôm nào con chọn được cái hình ảnh đẹp con đăng lên. Con thấy chú diều lượn hay quá. Vâng. Xem chú điều khiển này, hôm nào con cắt cái đoạn video đẹp đẹp này con ra chỉnh sửa đẹp đẹp và đăng lên YouTube. Chú tên chú gì chú? Chú Chính à? Vâng. Chú Chính có thả diều nhiều năm rồi đúng không ạ? Dạ. Dạ đúng rồi, có mấy thằng nó vàng đúng ạ. Dạ dạ và điều khiển thế này nó là một cái nghệ thuật lắm đấy chú. Chơi thể thao như chơi thể thao đấy đúng không? Và thú vui lành mạnh đúng không chú, nhận không? Văn minh lịch sự lành mạnh. Vâng.
xuống rồi chú. À, cảm ơn chú nhá, chào cảm ơn chú nhá. Có gì bữa nào con đăng chú hình chú lên YouTube cho vui. À, cảm ơn chú. Con về con chọn được cái đoạn video đẹp con đăng lên. Ai có mua diều con giới thiệu chú thì chú nghiệp nhá. Con đăng số điện thoại chú nghiệp lên, ai có anh em nào có nhu cầu mua diều gọi chú nhá. Thu nữa hả chú? Cho lên riêu hả chú? Chú ơi con chào chú nhé, có gì lát con về chút việc, có gì mai con qua tiếp nhé. À, cảm ơn chú.